Trước mặt chúng ta là các bạn nhìn thấy cái cầu Golden Gate. Do là phía trên cao, cái đỉnh cầu nó rất là cao luôn. Các bạn do là sương mù á, nó che khuất cái phần trên cao nha các bạn. Thì cái cầu rất là to lớn. Và đây là ông, trước mặt chúng ta là ông kiến trúc sư Joseph Strauss Legacy Circle, là người đã có công coi như là kiến trúc xây dựng cái cầu này nha các bạn. Thời đó thì nước Mỹ cho ông ta là một cái thằng điên rồ, coi như là nghĩ rằng cái ý tưởng của ông ta không có đúng vào thời điểm đó. Rồi bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi lên phía trên để nhìn cho nó rõ hơn ha. Bây giờ mình quay trở lại. Và đây là cái đường để đi lên cái cầu các bạn. Bông hoa dọc đường người ta trồng rất là đẹp. Thì cái cầu này nó được xây dựng từ năm 1934 thì đến một năm 1937 thì nó được khánh thành nha các bạn. Đây mình zoom lên cho các bạn xem. Hôm nay sương mù nhiều quá cho nên mình không có thấy rõ. Rồi bây giờ mình sẽ đưa tiếp các bạn lên phía trên cho nhìn thấy rõ hơn ha. Dọc đường đi hoa, hoa này hoa thọ của Việt Nam này các bạn. Giống hoa thọ. Rất là đẹp các bạn ha. Rồi cái lối mà xe đang chạy hướng lên á là bắt đầu đường dẫn vô cái cầu nha các bạn. Rồi mình giờ mình tiến ra gần cho các bạn xem nè. Đây là cái phước thước phim coi như vô giá nha các bạn. Nhiều khi cả đời mình cũng chỉ một lần đặt chân tới Mỹ thôi. Rồi mình tiến sát gần cho các bạn xem nè. Các bạn nhìn thấy không? Cái cầu này á, so với cầu Cần Thơ hay cầu Mỹ Thuận của mình á, thì thật sự nó không bằng thiệt. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng vào thời điểm năm 1937 khi khánh thành cái cầu này thì là một cái niềm tự hào của San Francisco và của Mỹ nha các bạn. Và cái cầu coi như là to nhất, hoành tráng nhất thế giới trong thời điểm bấy giờ nha các bạn. Các bạn có tưởng tượng rằng á, cái đội ngũ thợ sơn là gần 70 người, hàng ngày họ đều phải sơn. Sơn từ đầu cầu bên đây qua tới đầu cầu bên kia thì khi mà quay trở lại thì bên đầu bên đây nó đã bị rỉ rồi. Do là cái nước biển nó bốc hơi lên đó, thì nó làm cho những kim loại đó dễ bị oxy hóa nha các bạn. Thành ra là hồi nhỏ là mình đã, lúc mình học lớp 6 là cách đây mấy chục năm là mình đã từng nghe thầy cô giáo nói về cây cầu này rồi các bạn. Thì bây giờ coi như là lần đầu tiên mình tận mắt chứng kiến cái cầu này. Do là thời tiết hôm nay nó có hơi có sương mù nên là mình không thể nào nhìn thấy cái đầu cầu phía bên kia các bạn. Để mình zoom cho các bạn nhìn thấy nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rồi các bạn nhìn với cái chân cầu thôi là các bạn thấy cái độ hoành tráng như thế nào đó các bạn thấy không? Đó, mà đi cao mà tới trên đoạn này chút xíu là trên mặt cầu một đoạn là các bạn đã thấy sương mù rồi, không thể thấy được rõ ha các bạn ha. Cũng rất tiếc ghê á, mà bây giờ mình đến đây là khoảng 12 giờ trưa đó, mà hôm nay là do thời tiết mà không có được đẹp lắm, nó không có đủ ánh sáng để mình có thể nhìn thấy toàn bộ cây cầu. Ở đây mình quay cận cảnh cái cầu cho các bạn xem nè. Xe hơi đang chạy lên cầu nè. Đó các bạn thấy không? Để mình zoom gần cho các bạn xem nha. Đó các bạn thấy không? Bạn nhìn cái chân cầu thôi là các bạn thấy nó to lớn cỡ nào. Xa
xa kia mình không thể thấy hả cuối cây cầu nha các bạn. So với thời điểm năm 1930 mấy đó, mình cây cầu này là đúng là quá vĩ đại các bạn ha. Nó là biểu tượng của San Francisco và cũng như là nước Mỹ nha các bạn. Quá vĩ đại luôn. Trong khi đó năm 1930 mấy thì đất nước mình phải nói là còn rất là nghèo nàn lạc hậu, áo quần còn không đủ mặc, cơm cũng khăn không đủ ăn, mà dân trí thì thấp, rất là thấp kém. Mà đất nước Mỹ đã có một cây cầu như thế này thì phải nói là quá là tự hào luôn. Và cây cầu này nó bắt ngang cái eo biển nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống cái đoạn gần cầu nè, review cho các bạn thấy tận mắt ra nha các bạn. Các bạn cảm thấy có đáng ngưỡng mộ cái công trình kiến trúc của cái ông kiến trúc sư Joseph cái thời năm 1934 không các bạn? Một công trình thật là vĩ đại. So với cầu Mỹ Thuận của mình thì hiện tại thì không bằng thật, nhưng mà so với cái thời năm 1930 mấy mà có ý tưởng thiết kế một cái cầu như thế này thì phải nói là quá vĩ đại luôn các bạn. Rồi, video review về cây cầu Golden Gate đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy quang cảnh rất là đẹp không? Và các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nhé. Bye bye. Từ xa các bạn thấy một chiếc tàu thủy chở rất là nhiều cái kiện container trên thuyền, các bạn thấy không? Các bạn thấy nó chiếc tàu thủy là chở hàng nó đã lớn rồi đó, nhưng mà các bạn nhìn nó rất là nhỏ bé trên mặt biển đúng không các bạn? Nhưng mà khi các bạn nhìn qua đây đó thì các bạn sẽ có một cái độ so sánh với chiếc cầu này là nó vĩ đại đến độ nào. Trong video thì có thể các bạn không có hình dung hết được cái sự vĩ đại của chiếc cầu này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay từ đường dẫn lên cầu nè. Mình lia máy qua cho hết đoạn cầu này các bạn mới thấy sự vĩ đại của chiếc cầu nó như thế nào. Do là thời tiết nó hơi xấu, sương mù ở trên cái đỉnh cột nó che khuất cho nên mình không nhìn thấy rõ cái chân cầu. Rồi mình quay qua cho các bạn xem cái chiếc tàu nè, nó quá nhỏ bé so với chiếc cầu đúng không các bạn. Rồi video về cầu San Francisco đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn video lần sau. Bye bye.